Vâng, xin chào toàn thể anh em và các bạn đang theo dõi kênh Nốt Nhạc Cuộc Sống của mình. Thì video tiếp theo này mình sẽ làm một cái sơ đồ chi tiết về cái mạch điện quải trên những cái dòng xe Williams thông dụng để cho anh em mình cùng tham khảo. Cũng như mấy cái video lần trước thì tôi cũng đã vẽ những cái sơ đồ về cái mạch điện đèn pha, mạch điện đèn sinh an, mạch điện đề trên những cái dòng xe Williams thông dụng cho anh em tham khảo rồi. Còn video tiếp theo này mình lại sẽ tiếp tục vẽ một cái mạch điện quải cũng trên những cái dòng xe Williams cho anh em mình cùng tham khảo. Và nhất là những anh em nào ta mới vào nghề thì ta tìm tới ta tham khảo thêm để biết được cái nguyên lý hoạt động và cái màu dây chuẩn trong trên những cái dòng xe Williams thông dụng bình thường. Và cũng như mình giới thiệu trong những video trước thì kênh Nốt Nhạc Cuộc Sống của mình là mình làm chuyên đề về xe máy. Và nó có bao gồm có hai phần, một phần về lý thuyết và một phần về thực hành. Và những cái video phần 1 này của mình là mình đang làm video thực hành, video lý thuyết về những cái mạch điện trên những cái dòng xe Williams thông dụng bình thường cho những tới cái dòng xe tay ga cao cấp để cho anh em mình cùng tham khảo. Còn phần 2 của mình là mình sẽ làm thực hành cũng bắt đầu từ trên những cái dòng xe thông dụng Williams cho tới những dòng xe cao cấp tay ga để cho anh em mình cùng tham khảo. Cho nên anh em nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho mình để nhận những cái video tiếp theo trong kênh Nốt Nhạc Cuộc Sống của mình nhé. Và không để anh em chờ lâu thì ta sẽ đi vào chi tiết. Và đây là cái sơ đồ mạch điện quải trên những dòng xe Williams tôi đã vẽ. Và như anh em thợ cũng đã biết, bình ắc quy, khóa, công tắc quải và quải. Trước từ bình ắc quy có một dây màu đỏ qua tiếp điểm cầu chì, nó sẽ kết nối vào công tắc khóa của xe. Và từ công tắc khóa này nó sẽ cấp ra một dây màu đen là nguồn lửa. Và tiếp theo là đây là công tắc quải. Công tắc quải này thì nó bao gồm có hai dây, một dây màu đen và một dây màu xanh nhạt. Một dây màu đen này là nó nhận nguồn cấp điện lửa bằng một cái dây màu đen từ sau ổ khóa. Và còn cái dây màu xanh nhạt này là một cái dây cấp điện lửa xuống chỗ quải. Khi ta bấm công tắc quải thì qua tiếp điểm dây màu đen cấp tín hiệu bằng một dây màu xanh nhạt xuống chỗ quải. Và quải này là bao gồm có hai dây này, một dây màu xanh nhạt nhận nguồn cấp từ công tắc quải xuống, và cái dây màu xanh xanh mát này là nó nối trực tiếp vào với mát của hệ thống. Và tôi xin được nói lại, quải là bao gồm có hai dây này, một dây màu xanh nhạt và một dây màu xanh mát. Một dây màu xanh mát là nó kết nối trực tiếp vào với mát chung của hệ thống rồi. Còn một cái dây màu xanh nhạt là nó nhận tín hiệu nguồn cấp lửa từ trên công tắc quải đưa xuống. Và công tắc quải này là bao gồm có hai dây, một dây màu xanh nhạt đưa nguồn cấp xuống chỗ quải và một dây màu đen nhận nguồn cấp lửa sau ổ khóa. Vâng, và video vừa rồi là tôi đã chia sẻ mời cái những cái mạch công tắc quải trên những cái dòng xe Williams thông dụng cho anh em mình cùng tham khảo. Và anh em đăng ký và ủng hộ kênh cho mình để nhận những video tiếp theo. Xin cảm ơn anh em và các bạn. Xin chào anh em và các bạn nhé.